bài 48 thì chúng ta mục tiêu của bài học là gì? Nói về những điều cần chú ý và vận hành máy móc. Ngoài ra thì học về cách xử lý tình huống nguy hiểm, học về cấu trúc ngữ pháp là động từ còn niên trước khi ịt tà, hoặc là động từ ưu niên trước khi ọc tà đặc đã từng hoặc không chưa từng làm điều gì đó, và cộng thêm cấu trúc là động từ cụm chi tu rút su tà cẩn thận để không làm việc gì. Về phần từ vựng thì vận hành hoặc là thao tác máy móc, tai nạn lao động, thông tin văn hóa thì tai nạn ở nơi làm việc ha. Rồi, bây giờ mình qua đoạn hội thoại thứ nhất nha. Có. Thu An si kiểm tra này ạ. Thu An không sao chứ ạ? D. Mô sorry mà sudo của hai con tê. Hai con tê. Khi đi lại bọn em trời ơi, phần này này ạ. Mô sorry là cái góc cạnh ha. Cái góc cạnh. Tôi định khớp mặt sudo là khớp cái góc cạnh lại. Sudo của hai tài là định. Tôi định khớp cái góc cạnh lại nhưng mà khi đi lại bọn em trời ơi. Khi đi lại bọn la đà là gì? Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Động từ của tôi thì bọn em cà ha. Suýt nữa thì suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn. Cho tôi Presu Chakopataka. Tôi đang làm công việc gì? Press là dập, dập hàng. Hataka, động từ cộng với taka. Rồi thì đang làm việc dập hàng thì cắt ngang một cái hành động khác xảy ra là Tachi Choki Sero là bị thương. Tachi ta là bị thương. Và cấu trúc ở đây là gì? Động từ cộng với Union Choki ta là đã từng làm gì đó. Press TK ra quên á. Press TK là gì? Cái máy dập. Quên á là vốn lẻ. Mua cọp tà đây là nặng. Cộng với Unica là gì? Vì. Vì vốn lẽ cái máy dập này nó nặng lên là gì? Dokuman. Một chút nữa, một chút gì đó, chỉ cần một chút thôi. Man này là chỉ cần một chút thôi. Phang sim heto. Phang sim là lơ đãng, lơ đễnh. Lơ đãng. Ayato động tính từ cộng ayato là dịch là cho dù ha. Cho dù lơ đãng một chút thôi thì khinh sa kokana to da koyo là xảy ra tai nạn lớn, xảy ra tai nạn. Nếu ta có cụm từ là Sakukanata là tai nạn ha. Tora Koyo là gì? Dạng kể lại ha. Tora Koyo kể lại trong quá khứ. Sakopilhaite khi làm việc tập trung haku khi làm việc thì nên tập trung. Trước khi là đặc biệt. Xôn là tay. Chu xin ha của yêu. Tại vì cẩn thận. Động từ cộng của yêu là gì? Cái gì đó nữa ha. Cẩn thận tay và gì? Tập trung và hãy cẩn thận cái tay á. Kế xúc chu xin nên lên đây. Tôi luôn luôn. Chu xin ha là gì? Cẩn thận. Nhưng mà trăm can là gì? Một chút. Tan danh các là suy nghĩ khác. Suy nghĩ cái khác.
Động từ cộng đinh ba đa nê mình dịch là cho giữa vì nha, vì hoặc là do. Vì gì? Tôi liên tục cẩn thận nhưng mà do tôi đang suy nghĩ một chút về cái việc khác nên là many là nhiều. Nulata đây là ngạc nhiên ha. Udika là dịch là gì? Vì giống chữ ngạc nhiên nhiều nên là chôm một chút. Shita là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút rồi kaka, rồi sau đó rồi heo, rồi làm. Rồi mình nghe hội thoại ha. 48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투원 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 48과 다치지 않도록 조심하세요. 대화 1. 투원 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 투안은 프레스 작업은 하다가 다쳤어요? 아마 có nghĩa là gì, anh Tuấn là gì đang định khớp với góc cạnh nhưng mà suýt nữa là xảy ra chuyện lớn. Còn bạn Sihun là nói trước đây tôi dùng cái máy đó nên tôi đã từng bị thương. Câu 1 là gì? Bạn Hiếu Thu An Ninh Thu Đê Sư Chắc có phần Hà Ta Ca Ta Chinh Bồ Nét Sở Xích lỡ thì bị thương. Chúng ta có động từ là Urien Bonetta ha. Câu số 2. Kuretsu Jakobul Haite khi làm công việc press nhập hàng trước khi đặc biệt là mua Sunsu Shineya đó, đặc biệt là phải chú ý cái gì? Kuretsu Jakobul Haite
특히 손은 조심해야 해요. cẩn thận tay ha. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần khi ghê các cóp ha, là vận hành máy móc. Bây giờ mình đọc, mọi người sẽ đọc theo nhá. Đọc theo là 따라 하세요. 프레스 기계, 프레스 기계, 프레스 기계, 프레스 기계. Máy ép, máy dập. 구부리다, 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 구부리다. Để công uống. 찍어내다, 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 찍어내다. Dập. 선반기계, 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 선반기계. Máy tiện. 깔다, 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 깔다. Máy mài. 뚫어내다, 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 뚫어내다. Cắt bỏ. 파내다, 파내다, 파내다. Đào lên. 밀링기계, 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 밀링기계. Máy phay. 깠다, 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 깠다. Cắt. 절단하다, 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 절단하다. Cắt rời. 용접하다, 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 용접하다. Hàn. 조립하다, 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 조립하다. Lắp ráp, lắp ráp. Rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp union trước khi tà ha, hoặc là union trước khi ọp tà, có nghĩa là đã từng hoặc là chưa từng làm điều gì đó ha. Dịch nghĩa của này là đã từng. Đối với tà thì dịch là đã từng. Còn với nghĩa của động từ hoặc là gì? Chưa từng. Còn với nghĩa của động từ ha. Ngữ pháp này kết hợp với động từ và biểu thị đã từng hoặc chưa từng làm một hành động nào đó. Ngoài ra thì ngữ pháp này còn biểu hiện người nói hoặc có hoặc là không có kinh nghiệm về một việc gì đó ha. Rồi, 이쁜 적이 있다 có nghĩa là gì? Đã từng mặc. Kết thúc bằng phụ âm này, mình sẽ cộng với union ha. Và gì? Sang bên này là động từ kết thúc bằng nguyên âm. Hoặc là gì? Động từ kết thúc bằng phụ âm riêng thì chúng ta cộng niên cho kỳ tà ha, ọc tà. Phun cho kỳ tà, phun cho kỳ ọc tà. À, cái này là gì? Kết thúc bằng riêng thì chúng ta bỏ chữ điền đi, chú ý là bỏ điền đi. Sau đó rồi thêm thành là san cho kỳ tà. À, san cho kỳ tà là đã từng sống, san cho kỳ tà là chưa từng sống ha, san tà là sống. Và ví dụ xem thử ha. Tiên si ý bon san ban 기계를 사용할 수 있어요. 이 선반 기계를 사용할 수 있어요. 이 anh có thể sử dụng cái 선반 기계 này không? Là cái máy gì? Cái máy tiện này hay không? 네, 전에 사용한 적이 있어요. À vâng, trước đây tôi đã từng sử dụng. 그 안씨는 아, 이 작업복 처음 입어보지요. 두 안 Tuấn, 이 작업복 처음 입어보지요. Cái a à, cái bộ đồng phục này có phải là lần đầu tiên anh mới mặc hay không? Anio, không. 전에 입은 적이 있어요. 전에 입은 적이 있어요 là không. Trước kia là tôi đã từng mặc rồi. 입어보지요. 입어보지요 là đây gì? 처음, ở đây là lần đầu. Và đây chúng ta có động từ ao bô tà là thử làm điều gì đó ha. À, anh Tuấn ơi, cái bộ đồng phục này có phải đây là lần đầu tiên anh mặc không ạ? Thử lần đầu. Anh yêu, chẳng nghe ít phân chất kỳ sở là không, trước đây tôi đã từng mặc rồi ha. Rồi, Parusi, anh Baru, chế chú tôi căn chất kỳ sở. Anh đã từng đi đến chế chú tôi chưa? Anh yêu, khá bôn chất kỳ hợp sở. Chưa, tôi chưa từng đi ạ. Anh yêu, khá bôn chất kỳ hợp sở. Chưa, tôi chưa từng đi ạ. 그런 생각은
Những cái suy nghĩ như vậy thì hăm bon to hăm chắc kỳ học sẽ ờ. Tại vì một lần thì tôi cũng chưa suy nghĩ tới nữa. Hăm bon to sen cắt ở đây là gì? Suy nghĩ. Sen cắt ở đây là gì ạ? Suy nghĩ. Tôi chưa từng hăm bon là một lần. À, một lần cũng tôi cũng chưa từng suy nghĩ đến. Vậy cho nên trước đây. Y sẽ cân ý cân chắc kỳ học sẽ ờ. Mình chưa từng đọc cái cuốn sách này trước đây. Thì ông xích qua thì sẽ than ông xích cần bản tin cho kỳ sẽ không? À, cái món ăn nào mà giống như cái món này, anh đã từng làm cái món ăn nào? Cái món nào mà tương tự hoặc là giống như cái món món này chưa? Giống với món này chưa? Rồi. Cứ điền cho kỳ tạo học tà thường kết hợp với biểu hiện là gì? A, O, Bô tà. Thử làm cái gì đó để thể dạng và để thành cái dạng thức là A, O, Bôn cho kỳ tạo học tà. Đã từng hoặc là thử làm cái gì đó chưa? Xem ha, chế chú tôi khả vun cho kỳ sấy ở anh đã từng thử đi đến chế chú tôi chưa? Nó ra là gì? Thì trở nên xăm kê than, xăm kê than ha, chữ này không phải là xăng kê than nhá, là xăm kê than. Trở nên xăm kê than ngân bỏ qua vun cho kỳ ập sấy ở tôi thì chưa từng ăn món gà, gà tần nhân xăm ha, xăm kê than, kê là gà nha mọi người. Rồi, khi thể hiện sự hồi tưởng lại, nhớ lại, hoa ra hồi tưởng. Biểu hiện này có thể kết hợp với chữ to và thành là ad oton. Chữ này là chữ to mà là thành chữ ton. Thành dạng là ad oton cho kỳ tà hoặc ọp tà. Có thể kết hợp được với những cái động từ tính từ luôn cũng được ha. Rồi, xin nhân chọn nê tô vào 10 năm trước thì tôi cũng bôm mê luni hoặc ton cho kỳ isasio. Vào 10 năm trước thì Luni vào mùa năm trước thì tuyết cũng đã từng rơi vào mùa xuân. Pome Luni Watton Choki Sosio vào 10 năm trước thì tuyết cũng đã từng rơi vào mùa xuân. Iroke Kibuni Watton Choki Sosio. Tôi chưa từng có cái tâm trạng nào mà tốt như thế này cả. Iroke Kibuni Watton Choki Sosio. Tôi chưa từng có tâm trạng nào mà tốt như thế này. Rồi, Julian, Jockey, Tà và Adot, xem ha, thì cùng biểu thị một cái việc trong quá khứ. Nhưng Julian, Jockey, Tà thì biểu thị một kinh nghiệm không có tính thông thường. Còn Adot là biểu thị một cái việc đơn thuần mà nó có xảy ra trong quá khứ. Xem ha, Papun, Mok, Jockey, Ita là gì? Tôi đã từng ăn cơm. Thì câu này không đúng ha. Papun, Mok, Jockey thì hợp lý hơn. Có nghĩa là một việc đơn thuần mình đã xảy ra trong quá khứ, là trước đây tôi đã ăn cơm chứ không phải là đã từng làm điều gì đó. Cơm thì ngày nào cũng ăn hết nên là gì? Chắc khi tà thì cũng không thể nào dịch là đã từng được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sang bài tập này ha. Rồi, mình điền vào nào. Máy press, máy giặt. Máy tiện. Máy thay. Và cái này là khác. Tiện dập phay thì nó gắn với những cái động từ nào sau đây? À, xem nào. Press máy dập là gì? Kuburita, bẻ cong. Số 2 là gì? Chikoneta. Là dập. Rồi, máy tiện thì gắn với gì? Cai tà. Là mài. Tureone tà. Là cắt bỏ. Máy minh linh, máy khay. Máy khay thì gắn với chữ cái này paneta được ha, đào lên. Linh linh thì chúng ta có dùng chữ cắt tà là cắt. Son banada
cắt rời. Còn lại là chú Lip hay là lắp ráp. Rồi, mọi người có thể chép vào nhé. Cứ đi Mimoco là xem bức tranh, nhìn bức tranh rồi sử dụng gì à, cấu trúc đã từng này, như ưu nhiên cho kịp tà gọt tà, sau đó hoàn thành đoạn hội thoại. Soi cưng nên chu đi pha tà, soi cưng là dây sắt, chu lít là lắp ráp. Có thể lắp ráp dây sắt không? À nhiêu chu lít han chóc kỳ. Ốc xoài ô. Câu số 2, dung sóc vươn he bác xoài ô. Bạn đã từng thử hàng chưa? Ao bắt tà là đã từng thử hàng chưa? Làm việc hàng chưa? Hàng xì chưa? Dùng shop han cho kỳ sale. Sang câu số 3, mưu con được phu trang han sử sale. Mưu con là gì? Đồ đạc. Phu trang ở đây là đóng gói. Mua con đơn phu sang hai sự sở, em đã từng đốt đóng gói đồ đạc chưa? Nê, tôi đã từng rồi. Phu sang hai cho kỳ sở, đã từng rồi ha. Rồi, chúng ta sang phần đoạn hội thoại 2 nhé. À, tư câu ơ. Áp là gì? A, à, nóng quá. Rồi, chú ý nè, tư cộc tà đây là nóng với máy móc này. Rồi món ăn này, món ăn nóng ha. Còn cái chữ tộc tà này là nóng với thời tiết này. Rồi, xem nào. Chi tiêu sửa o là ôi pha đê là gì? Phú có chi tiêu sửa là gì? Lửa đang cháy, lửa đang cháy, đang cháy, đã cháy trên trên tay của anh kìa. À pha đê phú có chi tiêu sửa đã cháy trên tay của anh kìa. Ở thức khế phải làm sao đây, làm thế nào đây? Ở thức khế làm như thế nào đây? Khi ăn gì uống chích kia chi mãi cô, động từ mà cộng chi mai tả là đừng. À, đi ăn đừng có chuyển động, đừng có di chuyển. À, uống chiếc kia xin mấy cô, đừng có di chuyển. Kamani itseo, bạn hãy ở yên đó. Kamani itta là ở, ở yên đó. Itta là ở ha. Kamani là ở, ở yên đây nhá, đừng có đi di chuyển nha. Choki miyongsi, này, này, bạn miyong ơi, orum chôm pali kata chuseo. Orum là đá ha, đá, chôm là dùm. Bali ở đây là nhanh. Ta cho ta chưa hiểu là gì? Hãy mang dùm nhanh đến đá đến đây cái. Hãy mang dùm đá nhanh đến đây vậy. Đừng đến đây ạ. Gió khi ở rung nhiều. Đây ạ. Đá đây ạ. Đây là đá. Đây. Đá đây ạ. Đá đây ạ. Ú cho đi con lô. Chinh trong si khi cô. Trước tiên là hãy dập lửa.
bằng cái này, đi coi lô bằng cái này. Rồi, cái ông quên bu thơ. Rồi hãy gì kayakit và là chắc sẽ phải đi đến. Đi đến nào? Bệnh viện đầu tiên. Cái bù thơ đây là mình cũng không dịch từ được ha. Mà trước tiên, cái việc trước tiên mình cần làm đó là tính là gì? Đi đến bệnh viện từ trước ha. Từ đến bệnh viện trước. Thưa anh si, Pali Kaso. Anh Tuấn ơi, anh đi nhanh rồi. Cung trang trang nghiêm kem hãy xin thư xỉ hồ, thư thư xỉ hồ. Rồi hãy gì? À, nói với, hãy nói báo cáo với à quản đốc. Cung trang trang nghiêm, quản đốc. Hãy báo cho ông quản đốc biết dùm. Và kính ngữ của chữ eke đó chính là gì? Chữ kê này nè, ha, đang cung trang trang nghiêm kê hoặc là cung trang trang nghiêm eke ha. Đê, kuriku, vâng, và dùng choki ka. Dùng choki là cái máy, máy hàng. Atik là vẫn còn, còn nóng. Tư cập là đây là nóng này ha. Mà chú ý là đây là tính từ nè, nhân danh từ chỗ này người ta sẽ cộng ika. Hơn nữa là gì? Bất quy tắc của động tính từ mà cộng với unika là vì mà chỗ này có tư cập tà là bất quy tắc của chữ b, và b mà gặp với chữ u này thì sẽ biến thành u, là thành là từ câu nika vì nóng nên là nyon sito tachichi antoro, để không bị thương. Chú Sima thì hãy cẩn thận. Rồi, nghe hội thoại nhé. 대화 2. 아, 뜨거워. 어? 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떻게? 리안 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투안 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네, 그리고 용접기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 대화 2. 아, 뜨거워. 어? 팔에 불꽃이 튀었어요. 어떡해. 리안 씨, 움직이지 말고 가만히 있어요. 저기 미영 씨, 얼음 좀 빨리 가져다 주세요. 여기 얼음이요. 우선 이걸로 진정시키고 병원부터 가야겠어요. 투안 씨, 빨리 가서 공장장님께 말씀드리세요. 네, 그리고 용접기가 아직 뜨거우니까 미영 씨도 다치지 않도록 조심하세요. 투안은 어떻게 하다가 팔을 다쳤어요? 어머, 투안은 팔에 불꽃이 튀었어요. 걱정 안. 얼음은 까져 다 주었어요. 미영은 두안에게 무엇을 까져 다 주었어요? 여기 nói là mang mua là cái gì nè, mua cái gì, ở rung là đá ha. À, mình chỉ cần biết lại câu này thì biết đằng trước là gì. Lý do ngân thua này kê lý do thì đã mang cho ai, cho anh Tuấn đá. Rồi mọi người chép vào nhá. Rồi,
그렇게 말이에요. là like, 그럴게요. Chứ quên, 그럴게요. Là tôi sẽ làm cái gì đó theo cái ý của cái người A mới nói. Ví dụ, anh thấy cái bông này đẹp không? Nên 그럴게요, 그렇게요, 그렇게요, 그래요. Là kiểu tránh lặp đi lặp lại cái ý của người nói. Thì người ta là đồng ý với ý của cái câu vừa nói bên trên. Thì người ta sẽ dùng cái câu 그럴게요, tôi sẽ làm như vậy ha. Đi thật kinh la. Nếu như mà gì xong kết thúc công việc thì dẫn lắc nha trời ơi, hãy liên lạc cho tôi. Nê cứ thôi kêu rồi gì, người ta tránh lặp lại cái chữ liên lạc đó là nê, người ta dẫn lắc hay chữ kêu. Thì như vậy thì nê cứ thôi kêu, tôi sẽ liên lạc cho anh. Thì dùng cái đồng ý lại cái ý đó mà tránh lặp đi lặp lại cái từ mà vừa nói bên trên ha. Thì dùng cái từ cứ thôi kêu. Rồi chúng ta sang bên này, ở hi y phần từ vựng 2. Chê bê, chê hê ở đây là tai nạn lao động. Rồi, Sun karaki charayo. Sun karaki charayo là gì ạ? Sun karaki charayo, charida, charida, ha, charida. Sun karaki charida, charayo. Sun karaki charida là bị cắt ngón tay. Sun karaki kida là bị kẹt ngón tay. Sun karaki kida là bị kẹt ngón tay. Sun karaki kida. Sun karaki peida. Sun karaki peida. Sun karaki peida. Sun karaki peida bị đứt tay. Sun karaki teda. Sun karaki teda. Sun karaki teda bị bỏng ngón tay. Barikalida. Barikalida. Barikalida, chân bị kẹt, bị nín. Mosechilida, 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 bị dẫm vào đinh. Yurigabakta, Yurigabakta, Yurigabakida, Yurigabakida, bị mảnh thủy tinh đâm. Yurigabakida, bị mảnh thủy tinh đâm. Hwajangul itta, Hwajangul itta, Hwajangul itta, hoa sang ngân ịt tà bị bỏng. Trái qua sang ngân ịt tà, trái qua sang ngân ịt tà, trái qua sang ngân ịt tà, trái qua sang ngân ịt tà bị xước, bị chảy da. Ca sư e trung túc tê tà, ca sư e trung túc tê tà, ca sư e trung túc tê tà bị ngộ độc khí da. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm những ngữ pháp động từ cộng chi ảnh tô rốt, chi ảnh tô rốt, chu sim ha đà ha, cái này gì cẩn thận để không cái gì đó cộng với nghĩa của động từ ha, cẩn thận. Rồi xem ha, ngữ pháp này thì kết hợp với động từ biểu thị cần phải cẩn thận để không xảy ra một hành động hay trạng thái ở phía trước trái với nghĩa của nó. Khi đưa ra lời khuyên hay mong muốn của người nghe nhất định mà làm một việc nào đó thì sử dụng ngữ pháp Turukhata. Nghĩa của nó là cẩn thận để không bị gì đó, để không làm cái gì đó ha. Rồi, chà, vào xem ví dụ nha. Chà, nào. 그럼 작업은 시작해볼까요? Nào, chúng ta hãy thử gì? Bắt đầu làm việc nhé. 뜨거우니까, vì rất là nóng nên là 화상은 입지 않도록, để không bị bị bỏng. 화상은 입다 là bị bỏng. 지 않도록 là để nè, 도록 là để nè, để không bị bỏng thì 조심하세요. Thì hãy cẩn thận. Ha. 여기 유리 조각 있네. Ở đây có cái mảnh, mảnh thủy tinh ha. 조각 là cái mảnh, mà 유리 là thủy tinh. Ở đây có mảnh thủy tinh. 밟지 않도록 ha. Thế là chữ H ở đây nhá. 밟지 않도록. Tại chữ này không có đọc là tô rốt, mà mọi người sẽ đọc là thô rốt. Lý do là chữ H này mà cộng với chữ tờ là mình đọc là chữ thờ. 밟지 않도록 조심해. Cẩn thận để đừng có dẫm phải nhé. 얼음 지워야겠다. Chúng ta sẽ phải dọn nhanh thôi. 얼음 지워야겠다. Sẽ phải dọn nhanh thôi. 고장이냐, 고장이나 bị hỏng hoặc là gì? 고장이나 지 않도록. Cắt khoảng cách này ra. Xong rồi chữ na này đi xác lại. 고장이나 지 않도록 조심해서 쓰세요. Hãy cẩn thận để không gì bị hư hỏng. Cô sang inata là một cụm ha, cẩn thận để không bị hỏng. Peningiro pujang hante, khi đóng gói cái này bằng gì? Peningi máy đóng gói thì sun karaki ngón tay, ki ichi an toruk là gì, để không bị
kẹt ha, khi ta là kẹt, để không bị kẹt cái ngón tay thì chú Shima rìu, thì hãy cẩn thận, chú Shima rìu, hãy cẩn thận ha. Rồi, câu tiếp theo. 기계를 다룰 때는 khi mà vận hành máy móc ta đâu ta? Khi vận hành máy móc ta chi chi ảnh tu rút chú Shima rìu, cẩn thận để không bị thương, 기계 ha. Rồi, 죽은 번 냈어요 là gì? 죽다, đây là động từ chết này. À, và đang kết hợp với cấu trúc là động từ cộng với ư riêng bonetta thì mình dịch là suýt nữa thì xảy ra chuyện gì đó. Chú cứ bơ nét sờ, sức chết ha, sức nữa thì chè chết. Ý xa y mà lên chim mừng hôn ra thầu gặp sờ. Y là này, mà ta là nhiều. Chim ở đây là đồ đạc ha. À, hôn ra là một mình. Một mình bạn đã gì? Chuyển. Chuyển. Ta là tất cả hết cái đống đồ này ư. Nè, chú cưng bơ nét sờ, suýt nữa là tôi suýt chết luôn. Suýt chết luôn, mệt quá mà suýt chết luôn nè. Thì thường cái chữ a do so này nó sẽ cộng với nó. A so hoặc là o so hoặc là do so. Vì cái gì đó mà suýt chết luôn. Him tư do so chú kết sờ, mệt đến muốn chết thì được á. Ha, là dùng cái câu đó ha. Him tư do so. Chú cưng bơ nét sờ, suýt chết thì được. Mẹ suýt chết thì được. Ừ. Là cái câu mà mình hay nói với người Hàn. Rồi, sang câu này ha, dễ xếp y, điện tập 2. Nối nào, cái này là bị đứt ngón tay. Sun karaki tê tà là bỏng tay. Đây là bị xước tay. Bị dẫm đinh. Giảm đinh thì mình điền chữ T. Rồi. 3 là mình điền đi in này ha. Điền vào đây. Đây, T. Đi in. Còn xuống dưới đây xem nào. Cái này là bị gì? Bị đứt tay. Đứt tay thì mình nối với số 1 ha. 1 với đi in. Sorry, sorry. Không phải 1 với đi in. Bị đứt tay. Đứt tay là mình nối số 5 ha. Bỏng tay, Sony bỏng tay, bỏng tay là mình nối với số 4 thì mình nối với chữ K nhé. Còn cái chữ Sunkarakichalita là cắt đứt tay. Cắt rời tay ha. Rời ngón tay ra luôn á. Thì gì? À. Chọn câu số 1 ha, điền số 1 vào đây. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo nào. Hoạt động là hoạt động. Chắc có bư hai tê khi làm việc mua xuân chu xin hê ya hai cái ốp phải cẩn thận cái gì? Phú kỳ chô rom chú ý hai cỏ xuân ảnh lơ chú xê ờ. Hãy chú ý những cái cần chú ý giống với đoạn mẫu à. Press kỳ kê rư sa yung hai tê nên khi sử dụng cái máy gì? Press là máy dập. Khi sử dụng cái máy dập Sunkaraki Chalichi Antorok để mà không bị Charita là gì? Cắt, cắt đứt cái tay thì chú Shima Seo thì hãy cẩn thận. Rồi, mình xem nào. Người ta đang yêu cầu sử dụng cấu trúc là động từ cộng Chi Antorok ha, chú Shima Ta ha. Rồi, mình sang cái ví dụ thứ nhất nào. Cái này là cái búa, đúng không ạ?
Manchiru. Sử dụng bằng cái búa. Manchiru. Motsul. Pakulte có nghĩa là gì? Khi mà đóng đinh bằng cái búa. Thì Mose. Jiliji. Antorok. Cẩn thận để không bị cái đinh đâm dẫm vào rãy cái đinh. Antorok. Chú xin hai chiều. Câu số 2. Gì đây? Khi đóng gói hàng bằng máy đóng gói đúng không ạ? Pending Giro. Khô Giang Hante. Khi đóng gói bằng máy đóng gói. Sunkaraki là cẩn thận ngón tay. Kiichi Antorok. Chú xin hà xeo. Cẩn thận để ngón tay không bị kẹt, bị mắc kẹt ngón tay. Sunkaraki Kiita là bị mắc kẹt ngón tay. Sang câu 3 ha. Khi hàng. Dung chóp phân hàn tê. Dung chóp hàn tê. Khi hàng. Hoa sang ơn ịp chi án tô rốt. Chúc cẩn thận để không bị bỏng tay. Câu số 4. Bị phỏng á. Khi lắp cúp pha. Co phu chí bươn. Soi chi hàn đè. Khi lắp ráp cúp pha. Sai qua sang ơn. Ít chi ăn tô rốt để không bị xước tay. Ăn tô rốt. Chú xin hàn xe yêu. Rồi, mọi người chép vào nhé. Sai qua sang ngân ịp tà là bị xước. Này là dông chóp là bị hàng. Hoa sang ịp tà là bị bỏng. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần thông tin ha. Thông bô, thông tin. Chắc cóc trang xa cô là tai nạn ở nơi làm việc. Bung kê xa cô, tai nạn. Sạc lỗ, sạc lỡ. Khám chân xa cô. Tai nạn điện giật. Tai nạn rơi ngã. Churasako. Tai nạn hở mặt điện. Rò rỉ điện. Nakasako, tai nạn bởi vật rơi.
tai nạn nổ. Hoa che xa cô, hỏa hoạn. Kasunotsu Sako, tai nạn rò khí, rò rỉ khí ga. Rồi cùng đọc từ vựng với Ân Ha ha. Chỗ này là gì? Chắc cóc trăng sao cô là gì? Tai nạn nơi làm việc. Cái này ha. Rồi cùng đọc với Ân Ha nhá. Chắc cóc trăng sao cô. 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 Thung kê xa cổ, thung kê xa cổ, thung kê xa cổ, thung kê xa cổ, tai nạn do sụp đổ là sạc lỡ. Cắm chân xa cổ, cắm chân xa cổ, cắm chân xa cổ, tai nạn dược điện. Chú rắc xa cổ, chú rắc xa cổ, chú rắc xa cổ, chú rắc xa cổ, tai nạn rơi ngã. Nú chân xa cổ, tha nú chân xa cổ, nú chân xa cổ, nú chân xa cổ, tai nạn rò rỉ. Nạc ha sa cổ, nạc ha sa cổ, nạc ha sa cổ, nạc ha sa cổ, tai nạn, bị vật rơi. Phúc bay sa cổ, phúc bay sa cổ, phúc bay sa cổ, tai nạn nổ. Hoa che sa cổ, hoa che sa cổ, hoa che sa cổ, hỏa hoạn. Cá sư nô chư sa cổ, 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 tai nạn rò rỉ khí ga. Rồi, sako phải xem si phi loan cọt. Phương pháp sử dụng. Đây, những thứ cần thiết khi phát sinh sự cố hoặc là tai nạn. Rồi, Sohaki, bình cứu hỏa. Pisanbe, chuông báo động. Pisanku, cửa thoát hiểm. Cùng đọc với Una nhé. Thả ra xe. Sohaki, 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 Sohaki. Phí sang bền, phí sang bền, phí sang bền, phí sang bền, chung báo. Phí sang cụ, phí sang cụ, phí sang cụ, phí ca sang cụ. Cửa thoát hiểm. Sohaki sa dòng băng bóp là cách sử dụng bình cứu hỏa. An trong phi nương phục cô, rút chốt an toàn. Hô sư rư phủ chốt cư đô hăng ha cô, hướng về phía có lửa, hướng ống dây. Về phía lửa. Xôn chập đi đơ căng ha kê ủng kho chi tà, giữ chặt. Cũng có chia tay là giữ chặt phần tay cầm. Parami bunin phangange pure chọc kinh. Tiếp cận. Chọc kinh là tiếp cận. Lửa. Ở hướng gió thổi. Áp. Chốt kê bu to xô hoa. Cháy từ đốm lửa. Tám lửa. Phía trước. Áp chốt ở phía trước ha. Câu tiếp theo. Vi e so a re ro xô hoa. Chữa cháy từ trên xuống dưới. Vi là trên. Xô a re là dưới. Xô hoa là chỉ chữa cháy. Chữa cháy từ trên xuống dưới. Bushika nã mày nên hoắc kinh. Kiểm tra xem còn lửa không. Sa dung han
Soagi는 다시 충전. Sạc lại. Bình cứu hỏa đã sử dụng. Đã dùng. Tashi là lại nè. Chungchon là sạc nè. Suhaki là bình cứu hỏa. Sayonhan là đã sử dụng ha. Tới đây là mình đã giải thích xong cái phần văn hóa rồi ha. Mọi người đọc và tham khảo thêm nhé. Phần văn hóa cũng có trong thi nên cố gắng học phần này ha. Rồi bây giờ mình qua phần nghe. Mình sẽ bật cho mọi người nghe liên tiếp trong 5 cái câu luôn. Nó có một cái file nghe như vậy là mình nghe hai lần và mọi người nhìn vào sách để nghe nhé. Xong bắt đầu mình mới giải. Sau cái lần thứ ba là mình sẽ giải đáp án. Rồi nghe nào. 48과 EPS 토픽 듣기 1번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1. 갈아요. 2. 깎아요. 3. 절단해요. 4. 찍어내요. 2에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 3번. 손가락이 베였어요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. 48과 EPS 토픽 듣기 1번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1. 갈아요. 2. 깎아요. 3. 절단해요. 4. 찍어내요. 2에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 3번. 손가락이 베였어요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만 작동하는 방법을 잘 알고 안전하게 사용하면 사고를 줄일 수 있어요. 일할 때 딴 생각을 하거나 안전수칙을 지키지 않으면 크게 다칠 수 있으니까 조심해야 해요. 전에 저도 다친 적이 있는데요. 정말 한순간이었어요. 48과 EPS 토픽 듣기 1번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1. 갈아요. 2. 깎아요. 3. 절단해요. 4. 찍어내요.
Đây chúng ta chọn đáp án là gì? Cắt rời hả? Số 3. Giờ sang câu 2, 3 nè. 1. 갈아요. 2. 깎아요. 3. 절단해요. 4. 찍어내요. 2에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 밀링 작업을 해본 적이 있어요? 3번. 손가락이 베였어요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저는 공장에서 프레스 작업을 하고 있어요. 프레스 기계는 좀 위험하지만. 네, câu 1. Milling 작업은 해본 적 있어요? Bạn đã từng làm cái máy phay chưa? Milling ở đây là phay ha. 네, 할 거예요 là gì? Họ đã từng chưa là gì? Làm hay là chưa thôi ha. Vâng là đã làm. 네, 할 수 없어요 rồi là không thể làm. Không liên quan ha. Còn 네, 하고 싶어요 là muốn làm. 네, 한 적이 있어요. Đã từng làm ha. Vâng, tôi đã từng làm. Còn không là 아니요, 한 적이 없어요 ha. Câu số 3. 손가락이 베였어요. Tôi bị đứt tay. Rồi. 깁스를 해 하세요. 깁스 là bó bột. 침실을 하세요 là gì? Trùm. 벤트를 붙이세요 là dán. Băng keo cá nhân. Là câu 4 là pass-through 붙이세요 là hãy dán. Cao. Cao dán. Cao dán. Vậy thì đáp án chọn đáp án là câu 3, chúng ta chọn đáp án số 3 ha. Bị đứt tay thì dán băng keo. Cá nhân nhá. Rồi, mình sang câu 4, 5 nè. 4, 5 thì có cái phần đáp án này mình sẽ giải thích luôn ha. Tại vì mình đang không nghe hai lần rồi mà mọi người không hiểu thì cũng có thể nhìn trong cái đoạn này, tại vì cũng khó mà có thể nghe hết cái này lắm. Nhất là cũng mọi người phải đòi hỏi là học cũng 2 năm rưỡi trở lên hoặc là 3 năm thì mọi người mới có thể nghe tròn chỉnh được những cái đoạn hội thoại như thế này, đoạn văn như thế này. Còn nếu không nghe được thì không phải mất bình tĩnh, cứ nghe trực tiếp như vậy rồi mình dịch ra ha. 저는 공장에서 nghe do press 작업을 하고 있어요. Tôi thì đang làm việc press là gì? Dập ở cái xưởng. Press 기계는 cái máy press thì trông nguy hiểm haziman, hơi nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhưng mà chắc tông hà nên băng bóp là khởi động, băng bóp chai hải cô. Vì tôi biết rõ ha, rõ cái phương pháp cách khởi động nên an toàn ha ke sa yong avian. Nếu muốn sử dụng an toàn thì sa cô chu rin sui sao thì có thể giảm được gì? Tai nạn. Il halte khi làm việc, tan sen các kun ha kona. Suy nghĩ khác, suy nghĩ lơ đễnh ha, lơ đãng. Tan sang các và suy nghĩ lơ đãng sang việc khác, hoặc là an chon su chi kun chi khi chi an nơi men, chi khi ta là tuân thủ. Nếu như mà không tuân thủ cái quy tắc an toàn thì khư kê ta chin sui suy ca có thể bị thương. Có thể bị thương, nên su chim heya heo là gì? Phải cẩn thận. Cho nê, trước đây, cho tôi cũng ta chin cho kỳ nên đèo, tôi cũng đã từng bị thương. Nên là chóng man thắn han sun ca nia sờ, chóng man là thực sự. Thực sự chỉ là gì? Trong giây lát thôi, han sun ca là trong giây lát à. Trong giây lát thôi. Rồi, xem câu 4 năm người ta nói gì nào. Người đàn ông này muốn sun chắc có vươn hết sờ. Han thì cá, người đàn ông này đang làm việc gì? Nè, Puresu chắc có bên ha cùi xin này ta ha ha cùi ta đó là gì, chọn cái press ha là số 4, máy dập. Xem nào, hàng xăm ban là tiện, minh linh là phay, sa cô là tai nạn, turi ramen nếu muốn giảm thiểu tai nạn thì phải làm như thế nào? Pali umchikoya heo, phải di chuyển nhanh.
Câu số 2. 자주 사용해 보면 돼요. Thường xuyên sử dụng là được. Ta đơn chắc có bên ham kê hay à hèo là phải làm việc khác. Chắc tông bang bớt bên sai ải của ít sơ à hèo là gì? Phải biết cái cách thức hoạt động. Rồi, muốn giảm tai nạn giao thông thì phải làm như thế nào? Phải biết cái cách thức hoạt động của máy, khởi động của cái máy ha. Khởi động của máy. Rồi, chúng ta sang phần nghe của mở rộng nè. 48과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 아디 씨, 소화기 사용법 좀 알려주세요. 먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 뽑고 불이 난 쪽을 향해 뿌리세요. 그래요? 생각보다 쉽네요. 그런데 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. 그리고 불 주위에서부터 뿌리세요. 소화기로 불을 끌 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇입니까? 48과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 아디 씨, 소화기 사용법 좀 알려주세요. 먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 뽑고 불이 난 쪽을 향해 뿌리세요. 그래요? 생각보다 쉽네요. 그런데 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. 그리고 불 주위에서부터 뿌리세요. 소화기로 불을 끌 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇입니까? 소화기를 불을 끌 때 khi mà dập lửa bằng soaki là bằng bình chữa cháy thì ca trang là nhất, monjo là trước, heya hani là cái việc mà phải làm trước tiên là cái gì? Số 1 là gì? Hãy phun hoặc là tưới xung quanh. Xui là tưới xung quanh lửa. Phun xung quanh lửa. Xui là xung quanh lửa ha. Xung quanh. Bun này là lửa nè. Xôn chặt bi te bu bu ne. An trong pin nên bộp xin người ta. Xôn chặt bi là nắm tay cầm. Bu bu là cái phần nắm tay cầm. An trong pin nên bộp xin người ta là rút. Rút cái an trong pin là... nút an toàn của bộ phận nắm tay cầm. Câu số 3. 손잡이 를 세 개 움켜쥐고 불을 끕니다. Dập lửa bằng cách là gì? Di chuyển thiệt là mạnh, nắm giữ chặt. Giữ chặt thiệt là chặt cái nắm tay cầm. Câu số 4. 호수를 불이 난 곳으로 향 하게 합니다. Hướng về cái nơi có lửa. Hướng ai? Hướng cái ống dây. Hướng cái ống dây này nè. Ống dây, hướng cái dây về nơi mà có lửa để phun. Rồi, xem nào. Adit, anh Adit, 소화기 사용법 좀 알려주세요. Anh hãy cho tôi biết cái cách sử dụng. 사용 bóp là cách sử dụng 소화기, cái bình cứu hỏa. 먼저 소화기 손잡이에 있는 안전핀을 벗고, trước tiên anh hãy tháo rời cái chốt an toàn ở trên cái nắm tay cầm của cái bình cứu hỏa trước ha. Burinan chokun hang he burisel. Sau đó thì gì? Hãy xịt về cái hướng phía mà có gì? Có lửa. Burinan cốt.
À, k래요? Vậy ư?생각보다 so với tôi suy nghĩ thì xinh nè, dễ hơn tôi suy nghĩ, so với tôi suy nghĩ. 그런데 손잡이를 힘껏 움켜쥐어야 해요. Phải dùng hết sức,힘껏 là hết sức, 움켜쥐다 là gì? Bóp hoặc là giữ, phải giữ hết sức, kiểu là bóp thật là chặt cái nắm tay cầm. 그리고 và 불주의부터 부리세요. Sau đó thì phun xung quanh cái đám lửa. Rồi, chúng ta xem cái đáp án là gì ạ? À, cái nào là đúng phù hợp với cái câu mình đã nghe, là cái việc đầu tiên mà phải làm sau khi mà gì muốn dập lửa là gì, là phải rút cái chốt an toàn của cái phần của nắm tay cầm. Rồi chúng ta sang phần đọc nào. Số 1, son ban kia là máy tiện, máy phay, máy hàn, máy dập. Chọn đáp án là gì? Số 1 ha, máy này máy tiện. Cái này là gì? Dẫm mà đinh. Bị bỏng. Câu này chọn đáp án 2 ha. Là gì? Dẫm mạnh thủy tinh. Đáp 4 là xước da. Chúng ta chọn đáp án 2 ha. Rồi, sang câu 3. Press 기계로 같은 모양은, những cái hình dáng, cái hình dáng nào mà giống với cái máy press là máy dập, do đo ke là nhiều cái. Cắt tà là cắt, pha tà là pha ne tà. Đào lên. Này là bẻ cong. Chiconeta là gì? Dập. Có thể dập nhiều cái loại hình dáng giống như là gì? Cái máy dập. Chắc có Brihataka vì đang làm việc lên cái việc gì đó. DQ hay sao là để. Ha, để mặc ta là gì ạ? Ngăn chặn. À, để ngăn chặn cái việc gì đó. Hoan ki xả su he an này ta. Hoan ki là gì? Thông khí. Xả su là thường xuyên. Phải thường xuyên thông khí. Ha. Phải thường xuyên thông khí và ngăn chặn cái việc gì đó. Chai qua sang ngân ịp ta là gì? Bị xước. Yuri ga pakida là gì? Dẫm đinh. Sunkaraki chalita là gì? Bị đứt tay. Cắt đứt tay. Số 4 là Kasuye trung túc tê ta là bị trúng độc. Rồi. Câu số 4. Đang làm việc thì bị để ngăn ngừa việc gì? Chúng độc, ca sư là khí ga nên phải là phải thông khí, phải thoáng khí ha, thường xuyên thoáng khí. Rồi chúng ta sang câu 5 nào. 공장에 여러 종 new 기계가 있습니다. Ở trong xưởng, công xưởng thì có rất là nhiều loại, đủ loại máy ha. 이런 기계 덕분에 nhờ những cái máy như này mà 일하는 것이 더 쉬워졌지만 trở nên dễ dàng hơn. 쉬워지다 nên dễ hơn. 지만 là nhưng ha. Nhưng mà vì hôm han ki kê tô mà na so, vì có nhiều ki kê là cái máy, vì hôm ha là nguy hiểm, vì có nhiều cái máy nguy hiểm thế nên sung karaki cha ly bị ngón can bị cắt đứt tay,
đứt tay. Hoặc là hoa sang đã yếm đinh, hoa sang thì ta là gì? Bị bỏng. Sa cô tô chung chung bay xe nga ta là gì? Thỉnh thoảng cũng phát sinh. Sa cô là tai nạn. Irate khi làm việc thì han san xin gong sư cô luôn luôn phải để tâm. Và gì sa cô đưa tang chi chi an tô rốt để không bị tai nạn. Sa cô là tai nạn. À, để không bị tai nạn thì chú Sime An thì ta thì phải cẩn thận. Hãy chọn câu nào mà đúng với cái nội dung mà mình đã nghe. Nghe dung là nội dung. Mình đã nội dung và về cái đoạn văn này, Ikure là cái đoạn văn này. Câu 1. Công cha nghề đơn vi hôm han ki kê tô mà thì ta có, thì ta là có nhiều cái máy nguy hiểm. Cũng ở trong xưởng có nhiều cái máy nguy hiểm. Câu này đúng à? Đúng ha. Để xem tiếp 3 câu sau nào. Sako Kanamien, nếu như xảy ra tai nạn thì ba ly Shinko Heian thì ta thì phải khai báo. Shinko là khai báo. À, ba ly ở đây là nhanh. Phải khai báo nhanh. Kike Rusa Yong Hamien, nếu như sử dụng máy thì phải gì? Đi đi công việc nó sẽ trở nên khó hơn. Người ta nói là sử dụng máy thì công việc trở nên dễ hơn ha. Câu này sai nè. Mà gì? Nếu xảy ra tai nạn thì phải khai báo nhanh. Người ta nói chú ý để không bị xảy ra tai nạn chứ không phải là nếu xảy ra. Kikeru chatton hakichone trước khi hoạt động khởi động thì phải dấn sức hay ăn thì ta là phải luyện tập. Câu này cũng không có ha. Chọn câu 1 nhé. Rồi chúng ta sang phần mở rộng là chót chân son nư đô chon ki ki kê na. Chót chân son là cái tay ướt, chon ki ki kê là cái đồ điện, chon son là dây điện, man chi tả đây là sờ, ư miên ảnh tê tả là gì? Không được làm gì, không được sờ vào cái dây điện hoặc là cái máy móc bằng điện mà có cái bàn tay ướt. Sa cô là tai nạn. Senkita là gì? Xảy ra. Có thể xảy ra tai nạn gì ạ? Thầm giòn, giật điện. Bung quê, sạc lỡ. Chú rác, rơi rớt. Chúng tôi xung đột. Chọn đáp án 1 ha, tai nạn giật điện. Rồi. Cho nên quốc gia thức cấp Upian so với sự trả dụ sai dụng y dụng hôm nay. Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ quốc gia thức cấp Upian là gửi thư những phát nhanh quốc tế ha. Pionjina, thư hoặc là gì? Sopo, bưu kiện tưng là vân vân. Paruko, nhanh. Anjon Hake là gì? Một cách an toàn. Vế Kukuro là gì? Ra nước ngoài. Cái gì đó? Aochuta đúng không ạ? Ao chu tà nè, ao nè. Vì nó, ke kitemoni tà là vì nó làm gì đó, billi tà là mượn. À, ba cu tà là đổi. Beta là giao hàng. Chumun là order đặt hàng ha. Vậy thì mình chọn đáp án là gì? Giao hàng ha. Vì nó giao hàng ra nước ngoài một cách an toàn và nhanh tiện lợi với những giao hàng cái gì? Thư với lại bưu kiện ha. Chúng ta sang câu 3 nào. Bộ nư hanh cu con đứng nhóc si hôm là cái kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn ha. Ư rư ở đây thì chúng ta phải điền tân ngữ chính là danh từ đó. Đã nhận được cái gì đó của kỳ thi năng lực tiếng Hàn. Chom su ca, điểm số. Sen các bô tà, so với cái suy nghĩ của tôi. Sai nào qua so, nó cao hơn. Nên là key posture, nên tôi đã rất là vui. Song chóp pio là gì? Bảng điểm. Phiếu dự thi, suam pio, phiếu dự thi. Tưng nốt chân là giấy chứng nhận đăng ký.
Đây là đơn tiếp nhận. Chúng ta chọn là gì? Hôm nay tôi đã nhận được cái bảng điểm của kỳ thi năng lực tiếng Hàn. Vì thế nên là gì? Vì điểm điểm số so với cái suy nghĩ của tôi thì nó cao hơn nên là khi boss người ta, tôi đã rất là vui ha. Chúng ta đã bán một nhá. Rồi, chúng ta qua phần đọc này ha. Hiện tượng âm không biến âm xảy ra ở chuỗi phụ âm âm trơn, âm tắc. Có nghĩa là gì? Mình sẽ đọc bình thường nè. Tai kỳ không biến âm. Ôi cù. Nai kè. Thái bi. Sư kì. Chừng kì ta. Chư kì ta. Tai kì ca mà xí xơ yô. Chừng câu un thẳng ác kìa. Đọc lại ha. Thái xí ta ra hà xì yô. Tai kỳ. Tai kỳ. Tai kỳ. Ôi cù. Ôi cù. Ôi cù. Nai kè. Nai kè. Nai kè. Cái bì. Cái bì. Cái bì. Sư kì. Sư kì. Sư kì. Chư kì đà. Chư kì đà. Chư kì đà. Chinh kì đà. Chinh kì đà. Chinh kì đà. Thái kì gà mà xích xơ yô. Chứng câu thẳng hát kìa yô. Rồi, bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.